Hôm nay thầy và các em chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài trang trí kẻ chữ in hoa nét đều và nét thanh nét đậm. Phần 1, ta tìm hiểu kiểu chữ trang trí in hoa nét đều. Đặc điểm: tất cả các nét trong một con chữ đều có chiều rộng bằng nhau. Chiều rộng của các con chữ là khác nhau. Khi kẻ nội dung chữ, ta cần điều chỉnh cho tỷ lệ các con chữ hợp lý. Theo sự quan sát cách sắp xếp các con chữ của ba dòng chữ trên, ta thấy dòng chữ thứ ba là tương đối ổn định và hoàn thiện nhất. Ta qua phần 2. Cách sắp xếp dòng chữ. Ta kẻ khung sau khi ước lượng chiều dài và chiều cao của dòng chữ. Phát nhẹ tay các con chữ để lấy bố cục. Dựa trên nét phát, ta vẽ hoàn chỉnh nét của dòng chữ. Ta vẽ màu cho dòng chữ. Thầy cho các em xem một số bài tham khảo. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm. Ở phần này, ta tìm hiểu kiểu chữ trang trí in hoa nét thanh nét đậm. Theo sự quan sát, các em thấy cái đặc điểm trong kiểu chữ nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh là nét nhỏ và nét đậm nét to, trừ chữ y ngắn. Tỷ lệ chiều cao và chiều ngang có thể thay đổi tùy theo ý định trình bày của người kẻ chữ. Cách vẽ như sau. Ta ước lượng chiều dài dòng chữ. Tiếp theo, ta ước lượng chiều cao khoảng rộng của chữ. Ta chia khoảng cách giữa các chữ và con chữ. Tiếp theo, phát nét kẻ chữ. Tô màu chữ, màu nền. Ta nên áp dụng màu tương phản khi kẻ chữ nhằm mục đích làm rõ phần nội dung. Các em hãy kẻ dòng chữ học tốt bằng kiểu chữ nét thanh nét đậm. Chúng ta tiếp tục. Cứ như vậy, chúng ta kẻ tiếp cũng chữ học tập bằng nét đều. Trình bày trên khuôn khổ giấy A4. Sử dụng màu cho chữ và nền tương phản. Chúng ta chuẩn bị bài học sau là các em về đọc trước bài vẽ tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân. Các em giữ lại bài vẽ sau khi vào trường.
nộp lại cho giáo viên.